Nếu Bến Tre có dừa là cây trồng chủ lực, thì xoài cát là thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp. Thương hiệu xoài Cao Lãnh đã nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng, là động lực để các nhà vườn tận tụy với nông sản quê hương. Trong đó, tại Mỹ Xương đã xây dựng thành công hợp tác xã với 500 hectare dùng nguyên liệu, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Lô Bên Gáp an toàn, chất lượng. Xoài cát chu chiếm 70% sản lượng, xoài cát Hòa Lộc chiếm 30%. Để góp phần mở rộng quy mô sản xuất, giúp nông dân trồng xoài có chất lượng đồng đều, tỉnh đã chọn được vườn xoài mẫu của một nhà vườn có kinh nghiệm, nhiệt tình làm điểm tham quan, trao đổi kinh nghiệm làm vườn, kỹ thuật trồng xoài đảm bảo chất lượng, giữ được hương vị ngọt ngào, đậm đà của đặc sản địa phương tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. Nơi đây đã trở thành điểm đến nổi tiếng để khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập. Cái vườn này là bữa nay chắc cũng cỡ gần 20 năm rồi quá. Thì đây là những cái vườn mà thầy thí nghiệm xử lý ra hoa đầu tiên. Và đây là những cái vườn mà phải nói là được chăm sóc rất là cẩn thận, áp dụng rất là đúng quy trình. Thành ra mặc dầu là đã xử lý ra hoa cho tới nay là cỡ hơn 20 năm rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cái cây, thấy không, cho tới bây giờ phải nói là rất là sung luôn, rất tốt luôn. Và năng suất thì vẫn bình thường. Rồi bữa nay mình tới mình thăm vườn xoài cát Hòa Lộc của ông Đoàn Thanh Hiền. Ôi ông Hiền. Rồi năm mới vui vẻ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, chào mấy em. Rồi bây giờ chuẩn bị chừng nào thu hoạch đây, có kịp Tết không? Thì nói chung là năm nay do cái thời tiết nó lạnh hôm trước kéo dài á thầy, nên cái xài nay nó hơi chậm già hơn so với năm trước. Tết thì thu hoạch chắc khoảng 50%, còn lại 50% thì phải ra gầm tháng giêng á. Để mà mình có được cái nông sản là an toàn nè, là đẹp cho ngày Tết thì bí quyết của chú là gì chú? Thì nói chung là để cho trái xài mẫu mã đẹp thì cái công đoạn bao trái là quyết định làm cho trái xài nó đẹp với mẫu mã sau này. Và tăng cường cái canxi và cái phân bón mà cho nó đúng theo cái giai đoạn nuôi trái thì nửa trái xài sẽ đẹp và đồng thời nó chất lượng nó đảm bảo. Yeah. Nó an toàn. Như trái xài này thì như bao trái là khi bằng ngón chân cái là khoảng 30 đến 35 ngày sau đậu trái là mình bắt đầu tiến hành bao trái. Từ bao trái đến thu hoạch khoảng tháng rưỡi, trung bình khoảng tháng rưỡi là không có phun thuốc gì hết. Yeah. Rất là an toàn mà cái mẫu mã rất là đẹp, không bị sâu bệnh tấn công. Dạ thưa giáo sư, khi mà mình bao trái á, thì mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu lần phun thuốc diệt dặn giáo sư? Đó, nếu mà khoảng chừng 30 ngày hoặc là 35 ngày mà bao trái giống như anh Hiền nói đó, thì như vậy thì có nghĩa là mình bao trái được khoảng 50 ngày. Vậy thì nếu mà bình quân mà nông dân mà 7 ngày phun thuốc một lần, thì có nghĩa là mình tiết kiệm được tối thiểu là 7 lần phun thuốc. Mà bao trái như thế này chúng ta thấy là cái da nó sẽ láng và nó sẽ rất là đẹp, nó rất là an toàn. Thì có thể nói là cái kỹ thuật mà bao trái hiện nay đó thì đây là một cái ưu điểm của xoài của Việt Nam mình. Khi mà công ty mà nước ngoài nó vô nó mua xoài đó mà nó thấy mà nó nghe nói mình bao trái là phải nói là rất là thích và hầu như bây giờ điều kiện là phải bao trái nó mới mua. Dạ đúng rồi đó thầy. Thì mới vừa rồi là có các cái doanh nghiệp nước ngoài là vô người ta thấy mình cái bao trái thầy. Bao trái vậy là rất là thích. Các doanh nghiệp nhất là Nga, Nhật Bản, người Úc, cho nên trong thời gian qua là trái xoài của mình là được xuất khẩu tương đối. Rồi sau đây thôi để mời thầy và các em mình dùng thử cái xoài Cao Lãnh coi cái chất lượng như thế nào. Thì mời thầy. Thứ nhất là ở đây là thu hoạch đúng cái độ chín. Chúng ta thấy là cái da nó rất là thẳng, phải nên là ăn rất là ngọt. Chú ơi, vậy thì ở đây thì cái phân mà chú bón lần cuối là khoảng thời gian nào? Nói chung là nuôi trái là hai lần. Lần thứ nhất là sau khi bao trái vừa xong thì có khoảng là 35 ngày. Còn cái giai đoạn thứ hai khoảng trứng bao đầu 25 ngày nữa thu hoạch để cho nó chất lượng mẫu mã đẹp thì cái lượng kali với canxi tăng cường hai cái chất này lên. Với cái kỹ thuật mà chỗ anh Hiền làm như thế này thì phải nói là cái trái nó sẽ ngon và chất lượng thì nó tốt mà đặc biệt là nó sẽ có thể là chừng được lâu. Thôi thôi chắc năm mới ha, cũng xin chúc anh và gia đình thì năm Tân Sửu thật là nhiều may mắn, xoài thì trúng mùa được giá, mọi sự đều tốt lành. Xin thay mặt gia đình xin cảm ơn thầy và cũng nhân dịp năm mới thì em cũng xin kính chúc
thầy cùng gia quyến, cùng tất cả gia quyến các em năm mới được an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Năm mới, năm hết, Tết đến thì cũng xin chúc bà con nông dân, quý vị khán giả xem đài năm mới vạn sự như ý, làm ăn phát đạt, trúng mùa được giá. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.